Chào mừng quý vị và đã trở lại với channel KTV. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị thêm cái mạng lưới Zeno Network vào cái ví MetaMask. Ở đây tôi sử dụng trình duyệt web. Quý vị sử dụng thiết bị điện thoại thì quý vị cũng thêm tương tự. Và ở đây tôi đã cài đặt cái ví MetaMask xong rồi. Quý vị hãy vào một cái địa chỉ là chainlist.org. Rồi, ở đây quý vị hãy connect wallet này. Đó. Thì tôi sẽ kết nối cái ví MetaMask với lại cái địa chỉ của trang chainlist.org. Và ở ô tìm kiếm tôi sẽ đánh là Zeno. Quý vị chọn Zeno Mainnet, chọn vào Add to MetaMask. Một cửa sổ bật lên. Thì đây là toàn bộ cái thông tin của cái mạng lưới Zeno Network. Quý vị chọn vào phê duyệt, chọn chuyển mạng. Rồi bây giờ tôi trở lại ví. Đó, thì cái mạng lưới Zeno Network đã được thêm vào ví MetaMask.